Ngay sau khi đến thành phố Điện Biên Phủ, quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác đã đến thăm tặng quà hai gia đình chiến sĩ Điện Biên hiện đang sinh sống trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ là gia đình cựu chiến binh Nguyễn Hữu Chấp, phường Him Lam và cựu chiến binh Nguyễn Viết Điểm, phường Thanh Bình. Tại các gia đình, quyền Chủ tịch nước cùng các thành viên trong đoàn một lần nữa được nghe lại hào khí Điện Biên năm xưa qua những lời kể của các chiến sĩ Điện Biên. Trong những ngày tháng lịch sử, cả nước hướng về Điện Biên, quyền Chủ tịch nước đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, bày tỏ lòng biết ơn, sự trân trọng đối với những cống hiến hy sinh to lớn của các cựu chiến binh trực tiếp tham gia cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, những người con anh dũng đã không tiếc máu xương, góp phần cùng cả nước làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Sau khi đến thăm các gia đình chiến sĩ Điện Biên, quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đoàn công tác đã đến tham quan bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, chiêm ngưỡng bức tranh panorama tái hiện toàn cảnh chiến thắng Điện Biên Phủ. Quyền Chủ tịch nước không khỏi xúc động tự hào trước những chiến công của các anh hùng liệt sĩ, đồng thời bày tỏ sự khâm phục lòng yêu nước và đức hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, các chiến sĩ Điện Biên. Quyền Chủ tịch nước mong muốn Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ tiếp tục sưu tầm những hiện vật, những câu chuyện, tài liệu tái hiện lại chiến dịch, để nơi đây sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn du khách và là nơi giáo dục truyền thống cách mạng và tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ.